Kim Dung xin kính chào quý khán giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Dung Show. Và thưa quý vị, sau nhiều tháng dự đoán của dư luận báo chí cũng là giới bình luận thế giới, thì cái việc mà nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện của Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam cũng đã chính thức được ký kết trong cái chuyến thăm ngắn ngày của Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 vừa qua. Thì cái việc ký kết chiến lược đối tác toàn diện cũng sẽ nằm ở trong cái chiến lược của Mỹ để củng cố về an ninh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong bài phân tích của nhà báo Phạm Trần, ông là chuyên nghiên cứu về thời sự cũng như là chính trị ở tại Việt Nam, sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn và toàn diện hơn về ý nghĩa của chiến lược nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện và cái phản ứng của Trung Cộng cũng như là ảnh hưởng các nước đồng minh của Hoa Kỳ ở Á Châu, Thái Bình Dương ra sao. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, Kim Nhung xin rất hân hạnh kính chào nhà báo Phạm Trần. Và lời đầu tiên thì rất là cảm ơn ông cũng đã thêm một lần để đến với chương trình The Kim Nhung Show. Mời ông gửi lời chào đến quý khán giả. Xin chào Kim Nhung, xin kính chào quý vị khán thính giả của SBTN. Vâng, thưa với ông, hôm ngày 10 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa kết thúc chuyến thăm ngắn ngày tại Việt Nam, thì hai bên cũng đã chính thức ký kết nâng cấp cái bang giao lên đối tác chiến lược toàn diện giống như là đã làm với Trung Quốc và Nga. Như vậy thì xin nhà báo Phạm Trần có thể cho biết cụ thể hai nước cũng đã đạt được cái kết quả ra sao? Mời ông. Đầu tiên, khi mà hai nước đạt được cái thỏa hiệp về quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện thì hai nước đã bỏ qua cái cấp được gọi là chiến lược. Đáng lẽ ra đó, từ cái cấp bang giao toàn diện như Việt Nam và Hoa Kỳ đã có từ năm 2013 cho đến bây giờ là 10 năm trời, thì phải đi từ từ lên cấp chiến lược đã, rồi mới chuyển sang cấp chiến lược toàn diện. Bình thường là từ cấp chiến lược lên đến chiến lược toàn diện mất từ 5 cho đến 10 năm, tùy vào cái hoàn cảnh của đôi bên, cái ước mong của đôi bên. Giờ đây Việt Nam và Hoa Kỳ đã bỏ qua cái chặng đường ở giữa, thì tức là hai bên đã thừa nhận là cái tầm mức quan trọng đối với cả hai bên, đặc biệt là đối với Việt Nam như Kim Dung đã đề cập ở phần mở đầu, có đề cập đến vấn đề an ninh, vấn đề quốc phòng và vấn đề kinh tế. Thì từ trước cho đến bây giờ đó, thì Hoa Kỳ và Việt Nam quan hệ ngoại giao về vấn đề chính trị, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế, đặt nặng vấn đề kinh tế, vấn đề giáo dục, văn hóa vân vân. Giờ đây đặt thêm vấn đề chiến lược toàn diện, tức là đặt nặng cái vai trò của an ninh, quốc phòng và thịnh vượng chung của hai nước. Đối với Hoa Kỳ, bất cứ một quốc gia nào mà có liên hệ với vấn đề đối tác chiến lược thôi, chưa đến cái mức chiến lược toàn diện, đã có vấn đề an ninh và quốc phòng. Nhưng mà tới cái mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, tức là Hoa Kỳ đặt nặng vấn đề an ninh và quốc phòng. Tại sao như thế? Là bởi vì cái nhu cầu của Hoa Kỳ cũng như nhu cầu của Việt Nam là phải đối mặt với cái sự đe dọa càng ngày càng lên cao, càng ngày càng nặng nề của phía Trung Quốc ở vùng Biển Đông và cả ở trên đất liền cũng như là các cái vùng hải đảo của Việt Nam. Thành ra cái nhu cầu của Hoa Kỳ là theo lời yêu cầu của bên ông Nguyễn Phú Trọng cũng như của chính phủ Việt Nam là nâng cấp ngoại giao lên để làm gì? Để trông chờ vào cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong tương lai, nếu xảy ra cuộc chiến tranh ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì tất nhiên là ngoài Hoa Kỳ ra, không có bất cứ một quốc gia nào có khả năng về vấn đề quân sự cũng như về vấn đề kinh tế để mà giúp Việt Nam tồn tại, để chống lại đe dọa của Trung Quốc. Vì vậy cho nên hai bên đã quyết định bang giao thẳng lên cấp cao nhất như Kim Nhung vừa trình bày đó.
Thưa với ông, khi mà Mỹ chọn Việt Nam là một đối tác chiến lược cùng với một đồng minh khác đó là Singapore thì chắc chắn là sẽ có những cái dụng ý của Hoa Kỳ về chiến lược an ninh. Như vậy thưa với ông, cái cuộc viếng thăm Việt Nam của ông Joe Biden sẽ có những cái ảnh hưởng gì với các nước đồng minh của Hoa Kỳ ở Á Châu và Thái Bình Dương? Mời ông. Cái điều đầu tiên đó là cho đến bây giờ Singapore nằm trong khối ASEAN, tức là các nước Đông Nam Á, gồm cả Việt Nam là tất cả 10 nước, thì Hoa Kỳ và khối ASEAN nói chung đã có quan hệ về chiến lược toàn diện. Nhưng mà riêng với Singapore đó, thì cái chuyện đó nó chưa xảy ra. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Singapore và Hoa Kỳ hạ thấp cái mức quan hệ ngoại giao, là bởi vì Singapore đã nằm ở trong khối ASEAN rồi, mà khối ASEAN là đã có quan hệ chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó đặt nặng vấn đề hợp tác về an ninh, hợp tác về quốc phòng và hợp tác về vấn đề kinh tế thì đã có từ lâu rồi. Thành ra khi mà Hoa Kỳ tái khẳng định lại cái vai trò của mình ở Á Châu Thái Bình Dương xuyên qua cái việc nâng cấp quan hệ ngoại giao chiến lược toàn diện với Việt Nam, thì tất nhiên là được cái sự vui mừng và yên tâm của các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn bộ khu Á Châu Thái Bình Dương nói chung. Đó là vào từ nay đi, các cái nước này đã yên tâm là lúc nào cũng có Hoa Kỳ đứng bên cạnh. Mặc dù là bên phía Trung Quốc tìm mọi cách lấn át, tìm mọi cách đe dọa, tìm mọi cách để khống chế về vấn đề chính trị và ngoại giao. Nhưng mà giờ đây, công khai giữa các nước Đông Nam Á, Việt Nam và Á Châu Thái Bình Dương có bên cạnh một đồng minh lớn mạnh nhất trên thế giới là Hoa Kỳ, thì cái điều đó tất nhiên là họ phải vui mừng đó, Kim Nhung. Vâng, người Việt ở trong nước thì chúng ta biết là luôn luôn mong đợi những cái chuyến viếng thăm của các tổng thống tiền nhiệm như là ông Barack Obama vào năm 2016, rồi ông cựu tổng thống Donald Trump vào năm 2017. Và Việt Nam thì họ hy vọng là sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà từ đó cho đến nay thì tình hình vẫn dậm chân do cái sự kiềm tỏa của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và lần này, năm 2023, thì Hoa Kỳ cũng đã chính thức xem Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện. Như vậy, thưa với ông, có phải là Việt Nam đã xích lại gần Mỹ hơn sau chuyến thăm của ông Joe Biden hay không? Mời ông. Điều đó rất đúng, là bởi vì nếu không xích lại gần với Hoa Kỳ thì Việt Nam chưa có ký kết cái thỏa hiệp nâng cấp ngoại giao lên cấp chiến lược toàn diện. Như tôi nói hồi đầu là vấn đề an ninh, quốc phòng và thịnh vượng chung là ba cái mấu chốt của vấn đề. Mà giờ đây Việt Nam đã quyết định như thế, tức là họ đã nhìn thấy rõ rệt là sớm muộn gì Trung Cộng cũng có thể tung ra những cái chiến lược quân sự mới, ngoại giao mới, chính trị mới để đàn áp các nước trong khu vực Đông Nam Á. Là bởi vì tại sao? Tại sao? Tại vì Trung Quốc không có biển. Trung Quốc không có biển mà Việt Nam có một dải đất dài hình chữ S, có một cái khu vực biển dài trên 3.000 cây số, mà trên 3.000 cây số đó nó nằm ở trong Biển Đông. Biển Đông là 3.5 triệu cây số vuông, không biết bao nhiêu là dầu khí, khoáng sản và tài nguyên biển có thể bảo vệ được cái nền kinh tế của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc không mong muốn gì hơn là chiếm trọn vùng đất này. Vì vậy cho nên từ năm 2005 cho đến bây giờ, Trung Quốc luôn luôn nói là tất cả các đá, đảo và vùng nước xung quanh ở Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại, có nghĩa là tổ tiên họ để lại. Và ông Tập Cận Bình là lãnh tụ đương thời đã nối tiếp những lời tuyên bố của Mao Trạch Đông, của ông Đặng Tiểu Bình và cho đến bây giờ. Tức là về phía chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ họ từ bỏ cái tham vọng đánh chiếm Biển Đông.
Vì vậy cho nên cái chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Joe Biden đã đánh dấu một cái giai đoạn mới chuyển hướng của Hoa Kỳ. Tại vì từ năm 2008 dưới thời Tổng thống Obama, ông đã chuyển cái trục về vấn đề an ninh hàng hải của Hoa Kỳ từ bên châu Âu, từ bên Trung Đông về bên phía Biển Đông, là bởi vì Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, càng ngày càng chứng tỏ là họ bất tuân luật pháp quốc tế, họ muốn giở những cái trò đánh chiếm những cái vùng đất. Họ đã đe dọa Phi Luật Tân, họ đe dọa Đài Loan từ bao nhiêu chục năm nay, và bây giờ họ đe dọa thẳng Việt Nam. Thì cái chuyến thăm của ông Biden đối với vấn đề an ninh hàng hải hết sức là quan trọng, đó Kim Nhung. Quý khán giả vẫn đang theo dõi buổi nói chuyện đặc biệt của chúng tôi với nhà báo Phạm Trần về vấn đề thời sự của Việt Nam. Và Kim Nhung sẽ trở lại để tiếp tục buổi nói chuyện này sau một vài thông tin thương mại của đài. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá của Canada. ABC. Chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. Wow. Tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè. Và đủ các loại bia. ABC. Ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn. ABC. Supermarket. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, buổi nói chuyện với nhà báo Phạm Trần trong cái ý nghĩa của chiến lược nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Thưa với ông, như chúng ta cũng đã biết là Đảng Cộng sản Trung Cộng luôn chi phối về đường lối chính trị, về quan hệ ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam với các nước, nhất là với những nước phương Tây và đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Lần này thì việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thì chắc chắn là Trung Cộng sẽ không có mong muốn như vậy. Thì thưa với ông, cái phản ứng của Trung Cộng đối với chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden là gì? Mời ông. Không có phản ứng chính thức từ phía chính phủ Việt Nam, nhưng mà có phản ứng từ tờ báo Hoàn Cầu Báo, là một bộ phận của tờ báo Nhân Dân của bên phía Trung Quốc. Trong số phát hành ngày 11, tức là một ngày sau khi ông Joe Biden đã ký kết với Việt Nam, thì bên phía tờ Hoàn Cầu Thời báo hạ thấp cái tầm quan trọng của chuyến đi Việt Nam của ông Biden. Hoàn Cầu Thời báo nói là chuyến thăm Việt Nam của ông Biden chỉ có tính cách tượng trưng, không thể nào thay thế được quan hệ ngoại giao giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nói trắng ra là quan hệ ngoại giao dù bất cứ ở cấp nào đối với hai chính quyền không quan trọng bằng giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Và họ cũng nói rằng là ông Biden đến Việt Nam là để tìm cách khống chế, bao vây Trung Quốc. Nhưng mà họ cũng nói là những cái toan tính của ông Biden không bao giờ thành công. Và họ cũng vuốt ve Việt Nam bằng một cái câu họ nói là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là hai đồng minh cốt lõi lâu đời, không bao giờ có sự thay đổi, nhất là về phía Việt Nam. Vì vậy cho nên họ, thứ nhất, họ hạ thấp cái chuyến đi của ông Biden. Nhưng mà mặt khác, họ cũng cho chúng ta thấy là họ cũng e dè về những cái kết quả giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á và Á Châu Thái Bình Dương. Chúng ta cũng nên biết là trong cái Á Châu Thái Bình Dương đó, có một cái liên minh giữa Hoa Kỳ
Nhật Bản, Úc Đại Lợi và Ấn Độ. Tại sao lại có Ấn Độ vào trong này? Là bởi vì Ấn Độ kiểm soát an ninh vùng Ấn Độ Dương, nằm giữa Trung Đông và phía Biển Đông. Tất cả hàng hóa, dầu khí ở Trung Đông phải đi qua Ấn Độ Dương trước khi sang bên Thái Bình Dương và Biển Đông. Vì vậy cho nên bên phía Trung Cộng không có happy gì hết, không có vui mừng gì đối với chuyến thăm của ông Biden, và họ tìm cách, họ giả vờ như là coi thường cái chuyến viếng thăm đó, nhưng mà thật sự trong lòng họ là họ cũng suy nghĩ rất nhiều, là bởi vì họ thấy là cái họ từ giờ trở đi họ không có tự do múa gậy vườn hoang như trước kia nữa. Thì đấy là cái phản ứng của bên phía Trung Quốc đó, Kim Nhung. Cái việc nâng tầm lên đối tác toàn diện thì chắc chắn đây là một cái bước đi chiến lược của Mỹ, cũng như là nó cũng không thể nào không nói đến cơ hội vàng cho Việt Nam về các cái phương diện. Như vậy thì thưa với ông, vậy từ đây về sau thì ông có thể dự đoán cái hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam về những cái lĩnh vực sẽ tiến triển ra sao? Thứ nhất mình nói về vấn đề kinh tế đi. Thì trước khi rời Hà Nội là hai bên đã ký kết một cái thỏa hiệp. Việt Nam mua 50 máy bay Boeing lớn nhất của Hoa Kỳ. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, các hãng như Microsoft, Google và Dell sẽ ký hợp đồng với Việt Nam để mở các nhà máy chế tạo cũng như sử dụng công nhân của Việt Nam, là bởi vì công nhân của Việt Nam, sức lao động của Việt Nam thì nhiều, nhưng mà chi phí lao động cho người công nhân Việt Nam rẻ hơn các nước khác. Thành ra các công ty của Mỹ trong tương lai sẽ dồn về Việt Nam sau cái chuyến đi của ông Joe Biden. Và riêng cái chuyện Boeing thôi là đã tạo ra thêm 7.000 cái công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Và cái mối lợi của Boeing thu về là gần 8 tỷ đô la. Mà chỉ trong một chuyến viếng thăm một ngày rưỡi của ông Biden ở Hà Nội thôi. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy là trong tương lai, đầu tư của Mỹ sẽ dồn dập đổ vào Việt Nam. Và nhiều công nhân Việt Nam sẽ có công ăn việc làm. Và khi họ có công ăn việc làm rồi đó, thì uy tín của Việt Nam sẽ lên, và đặc biệt là uy tín của Hoa Kỳ cũng sẽ lên nói chung, và riêng cá nhân ông Joe Biden trước cái mùa bầu cử sắp tới sang năm 2024, thì đấy là một cái mối lợi rất lớn cho cá nhân ông Joe Biden đó, Kim Nhung. Kim Nhung muốn đề cập tới vấn đề nhân quyền, như chúng ta cũng đã theo dõi những cái tin tức ở trên website của Tòa Bạch Ốc thì ông Joe Biden có nhắc lại về vấn đề nhân quyền, nhưng mà phía báo chí Việt Nam cũng đã kiểm duyệt phần này và chỉ còn đăng rất là ngắn gọn, đó là tôi cũng nhấn mạnh cái sự tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền con người. Như vậy thì thưa với nhà báo Phạm Trần, tại sao cái vấn đề nhân quyền nó không còn được đặc biệt quan tâm trong một cái, nhất là cái cuộc hội đàm giữa Tổng thống Joe Biden cũng như là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng? Mời ông. Đó là cái vấn đề hơi bối rối giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cái bản tuyên bố chung ở tại Hà Nội và bản thông báo của Tòa Bạch Ốc đều không đề cập tới vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, cái bản thông báo của Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và một cái bản tin chậm một ngày của Tòa Bạch Ốc thì lại đề cập tới vấn đề nhân quyền. Cái bản tin của Tòa Bạch Ốc thì nói rõ ràng là hai bên, tức là hai nhà lãnh đạo, đã đặt trọng tâm về vấn đề cổ võ và bảo vệ nhân quyền của mỗi quốc gia căn cứ theo hiến pháp và luật pháp quốc tế.
Cái thứ hai nữa là hai bên đều ủng hộ cái vấn đề phát triển về vấn đề nhân quyền và sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề đề này. Và các cái cuộc thảo luận nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hàng năm sẽ vẫn tiếp tục và hai bên sẽ bảo vệ quyền lợi của những nhóm thiểu số, của những người thiếu may mắn và của những người tàn tật cũng như của những người nghèo khổ. Thì hai bên đã cam kết như thế. Riêng trong một cái bản tin của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lại còn nói rõ cái lời tuyên bố của ông Joe Biden nó như thế này: tôi cũng đã nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về lĩnh vực này. Cái điều đó cho chúng ta thấy là họ muốn thảo luận một cách kín đáo về vấn đề ngoại giao, cả hai bên đều không muốn ghi lại trong cái thông cáo chung. Nếu mà ghi lại ở trong cái thông cáo chung đó thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng lâu dài và có thể gây ra những cái khó khăn về ngoại giao sau này cũng như là về vấn đề nhân quyền sau này. Thì chúng ta cũng nên ghi nhận một cái điểm giữ kín trước khi ông Joe Biden đến Hà Nội cũng như kể từ sau khi ông Joe Biden về Mỹ rồi. Thì tức là nhà cầm quyền Hà Nội đã thả tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyền. Ông Nguyễn Bắc Truyền là tù nhân chính trị của Đảng Hòa Hảo, đã bị bắt mà đã phạt tù trên 11 năm nhưng mà ông ấy được thả ra ngay trong cái ngày cuối cùng của ông Joe Biden ở Hà Nội. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy là vấn đề nhân quyền nó không có tiến triển công khai, nó không có tiến triển với một con số lớn, cũng không có đề cập tới trong các văn kiện chính thức của đôi bên, nhưng mà nó đã xảy ra riêng với cá nhân ông Nguyễn Bắc Truyền là một cái hành động kín đáo, một cái hành động ít khi được đề cập tới. Báo chí Việt Nam không hề đề cập tới và báo chí Mỹ cũng không hề được đề cập tới. Họ coi cái chuyện đó là cái sự kiện đó nó nhỏ quá so với những gì và mà ông Joe Biden và ông Nguyễn Phú Trọng đã đạt được. Vâng, Kim Nhung xin rất cảm ơn ông cũng đã đến để chúng ta có thể nói về cái ý nghĩa của cái chiến lược nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Và Kim Nhung sẽ trở lại với ông, mong rằng trong một lần nói chuyện kế tiếp, mà mời ông gửi lời chào đến khán giả trước khi chúng ta chia tay. Xin cảm ơn Kim Nhung và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã bỏ thời giờ theo dõi chúng tôi. Xin cảm ơn ông và xin cảm ơn quý khán giả cũng đã theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với nhà báo Phạm Trần và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba và thứ năm tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào quý vị. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá của Canada. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. ABC, wow. Tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè và đủ các loại bia. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Ngay trung tâm Lido Sài Gòn. ABC Supermarket.